sẽ làm một cái video để hồi sáng giờ biết bao nhiêu người chúc mừng sinh nhật cho mình nha. Thì hôm nay mình làm cái video mình để mình coi như mình đãi lại cho 500 anh em để chúc sinh nhật cho mình. Ok. Và bây giờ mình sẽ làm cái video gọi là thực phân thân, giống như Tề Thiên bị chặt đầu luôn. Bây giờ mình sẽ đi vào video cho các bạn xem nè. Ok. Đụng mẹ cái mình đi đâu rồi, lại đây coi. Trời ơi, đụng hai cái chân của nó. Lại đây gắp cho tao coi nè, để tao thấy, để tao có cái chân mà tao đi coi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Trời ơi, tao quay sao mà cứ đi chậm dữ vậy. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Ờ, à, lại đây. Nếu như bạn thấy video này hay, hãy để lại một đăng ký, bình luận và chia sẻ video để cho mình có động lực để mình làm thêm cho 500 anh em xem nữa. Thì bây giờ chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.